Bạn làm sale đã lâu mà vẫn chưa có nhiều khách hàng. Bạn học rất nhiều nhưng vẫn chưa có kết quả. Bạn làm việc cực kỳ chăm chỉ nhưng vẫn chưa có giao dịch. Khách hàng thì nhiều nhưng giao dịch thành công thì vẫn chưa. Phân bổ công việc theo lịch ngày, lịch tuần và lịch tháng vẫn chưa hiệu quả. Không có cách để vượt qua những thử thách trong công việc. Khóa huấn luyện bứt phá doanh số của công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc FT Home đào tạo ra những siêu chiến binh. Thời gian học cực kỳ linh hoạt vào 18 giờ các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Được học về quy trình bán hàng, marketing truyền thông, kỹ năng bán hàng đỉnh cao và chăm sóc khách hàng. Đến với khóa huấn luyện bứt phá doanh số, bạn sẽ học được cách làm việc đội nhóm, rèn luyện kỹ năng thực chiến của bản thân, khai phá tiềm năng và bứt phá doanh số trong khóa huấn luyện. Hãy đăng ký ngay khóa huấn luyện bứt phá doanh số qua Zalo, fanpage Facebook và YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc FT Home.